Hàng năm có khoảng 13 triệu người tại Hoa Kỳ là nạn nhân của tội ác. Khoảng 1 triệu rưỡi người là nạn nhân của tội ác nghiêm trọng. Văn phòng biện lý quận Cam muốn bạn hoặc bất cứ người nào bạn biết là nạn nhân của một tội ác nghiêm trọng thì có sự giúp đỡ. Nạn nhân của tội ác sẽ có ảnh hưởng đến đời sống của nạn nhân và những người thân yêu. Nếu bạn là nạn nhân của tội ác nghiêm trọng, xin tìm sự giúp đỡ và nên biết rằng không phải một mình bạn đâu.